冲刺，谁顾及要粮食？黄金一片，良知一片，是哪边会更少？被冷待过的嘴脸，明白人事怎分辨？若能独占，谁要集于两边？浮华这样有趣，名利怎么抗拒？无能操纵轻率，便葬身于人堆。不需要畏惧，不要有顾虑，无奴大志方是有罪。Hồng Kông những năm 80 đã ở trong giai đoạn hoàng kim, nghề nào cũng phát, kinh tế phát triển, ai nấy đối với diễn cảnh đều mang đầy hy vọng. Hồng Kông. Rất nhiều người cảm thấy chỉ cần kiếm được 100 triệu thì đã mãn nguyện rồi. Mọi người, nghi thức ký hợp đồng của ngân hàng thương nghiệp thu mua khách sạn Tây Mục của tập đoàn Vinh Mộc chính thức bắt đầu. Mời chủ tịch ngân hàng thương nghiệp ông Thẩm Hào Thái và chủ tịch tập đoàn Vinh Mộc ông Vinh Mộc Đồng. Theo tôi thì cho dù có kiếm được bao nhiêu tỷ, có thể vẫn chưa đạt được mục tiêu của tôi. Bạn nói nếu như tôi không khống chế được thị trường thì có thể tôi sẽ có chút cảm giác. Vừa mới hoàn thành xong cuộc làm ăn lớn, báo chí và bọn tài chính khắp nơi tìm anh. Không ai ngờ là anh lại trốn ở đây ủ rũ. Em đó, lo lắm. Em lo gì chứ? Các anh cực khổ mới mua được khách sạn Tây Mục về, bây giờ chớp mắt lại phải bán ra. Anh thành thật nói cho em biết, có phải ngân khố công ty có vấn đề không? Đâu có vấn đề gì. Ý, có cá rồi. Ồ, cá to quá. Hay quá. Ủa, là mồi giả hả? Ông xã sao anh giỏi vậy? Mồi giả cũng câu được cá. Thật thật giả giả không quan trọng, quan trọng là có kỹ xảo thôi. Nguyên cái biển đều là ruồi muỗi hết, đợi người ta tới câu. Cũng đúng. Vậy là tại con cá nó ngu rồi, nó tham ăn. Nó mà không tham ăn thì em đâu được ăn nữa chứ. Em mệt sao? Vợ chồng nghỉ ngơi đi. Không cần đâu. Bác sĩ nói mỗi ngày phải xoa bóp chân 2 lần, chân của em mới không bị thoái hóa cơ, mới có sức đi được. Ngày 17 tháng 7 năm 1981, đại diện cho chỉ số chứng khoán của Hồng Kông tăng lịch sử tới 1780 điểm. Thị trường chứng khoán đạt tới cùng diện, thứ gì cũng tăng. Các hộ dân chơi chứng khoán nhỏ lẻ ngày ngày chìm đắm vào thị trường chứng khoán không ngừng tăng lên. Trải qua những ngày tháng ăn cơm với dì cá, yến xào là món ăn khuya, không có cổ phiếu ngủ không yên. Vinh Mộc 18.8. Tập đoàn Vinh Mộc mua vào 18.8. Trước đó tập đoàn Vinh Mộc mua lại khách sạn Tây Mục, sau đó bán ra lời được 1 tỷ lận đó. Tập đoàn Vinh Mộc đúng là biết sửa dở thành hay đó. Không chỉ vậy đâu, có Vinh Mộc thì không còn người nghèo nữa. Nhất quyết tiếp tục nhập hàng. Thời đại thật bán ra 5.3, Vinh Cửu Long bán ra 8.9. Sao rồi, tìm được Tưởng chưa? Tìm khắp nơi rồi không thấy người. Xem ra anh ta muốn quật tiền rồi. Thằng cha nhìn mặt sáng sủa, không ngờ cũng là thứ lừa đảo. Anh ta ủng hộ từ lúc chúng ta khai trương tới bây giờ, lần nào cũng lên xuống mấy trăm ngàn. Tôi mới cho anh ta mượn tiền thôi đó. Lần này đúng là bất cẩn mà. Vì tranh giành việc làm ăn hãng nào cũng vậy thôi. Thời đại thật 5.1, 4.3 lại rớt giá nữa kìa. Thu hết cả triệu đô lận, đủ mua 4 căn nhà Mỹ Phúc. Nếu như phải giúp anh ta bù vào, chẳng phải lỗ nặng sao? Các nguồn ngay lập tức cầm máu đã, sau đó gọi cho hãng đối phương cho họ cho thêm 3 ngày để trả tiền. Rõ rồi. Steve, chuyện lớn như vậy hay là mình gọi cho ông chủ đi. Tình cảm của hai người rất tốt, nếu như ông ấy chịu cho mượn tiền chắc chắn cứu được mà. Tôi ra ngoài thả hàng á. Tôi biết tại tôi bất cẩn làm tin khách hàng, nhưng lần này thật sự ông phải giúp đỡ tôi. Nếu không thì hãng cổ phiếu không gồng nổi nữa đâu. Cậu tự nghĩ cách giải quyết đi chứ. Cái gì chứ? Alo,
thả hàng hết rồi. Sao rồi, gọi cho ông chủ chưa? Ông ấy nói sao? Ông ấy cướp ngang rồi. Sao lại vậy chứ? 3 ngày sau phải trả tiền rồi. Vậy là chết chắc. Truyền tin siêu tốc. 3388 trả lời. Mật khẩu 88. Ông chủ nhắn lại. Cửu Long Đăng 3 ngày 8 đô. Cửu Long Đăng đang ở giá nào? 2 đô. Cửu Long Đăng 3 ngày sau tăng tới 8 đô. Ngay lập tức lấy hết tiền mặt của công ty, mua hết vào cổ phiếu này cho tôi. Toàn bộ. Đây là thông tin ông chủ cho chúng ta, không thể chết người được đâu. Được, mua hết. Cuối cùng ông ta cũng ủng hộ mình. Thái tử, sáng nay cổ phiếu Vinh Mộc vừa mở bán đã tăng ào ào đó. May mà tôi mua kịp đó, ít ra cũng mua được 2 đợt rồi. Tại má tôi bắt tôi về coi hàng từ sớm, tôi muốn phát tài nhập hàng cũng không có kịp nữa, uổng quá trời. Ê, muốn mua cổ phiếu kiếm tôi đi mà. Anh Phúc, như cũ lượm về lượm thuốc vậy. Cảm ơn nha. Anh đó muốn mua cổ phiếu Vinh Mộc lên tiếng thì được rồi, gần miếu như vậy mà không biết xin quẻ xăm. Tôi nè, nhân viên cấp cao của Vinh Mộc đó, cả đống tin nội bộ. Mua theo tôi hả? Anh thắng chắc nha. Sì, anh mà có đồ tốt cho người ta sao? Tôi không tin anh rồi. Nếu có hỏi tôi cũng đi hỏi cổ thần. Khờ quá. Cổ thần nào hả? Tiền tiến, tôi khinh. Anh ta còn không giúp được bản thân mình, anh ta là cổ thần hả? Là ông thần thì có. Anh Tiến. Cổ thần, giờ này có gì hay ho giới thiệu không vậy? Đừng có lấy tin tầm bậy nha, coi chừng lỗ to đó. Của anh mới lỗ đó. Lấy luôn gói này, đem lên công ty tôi. Nhớ gì qua đơn thêm 50 đô nha. Anh nhìn anh ta đi. Anh ta thật xấu xa, mua có chút xíu đồ cũng ráng ăn thêm tiền. Nè, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Không, cô Thủy kêu tôi mua thịt cá sấu nấu canh đó mà. Anh Phúc à, mau lấy thịt cá sấu cho anh Tiến trước đi. Được. Anh Tiến, dạo này có cổ phiếu nào hay không? Anh to gan lắm đó, cô Hương mới đi khỏi lần chơi cổ phiếu rồi. Trời sao? Trời ơi, anh em tốt với nhau mà. Tôi hỏi như vậy anh cũng không chịu giúp hả? Thôi coi như tôi cầu xin anh đi hả? Lại đi. Nói nhỏ cho anh nghe thôi đó, đừng nói cho ai biết. Cửu Long Đăng 8 ngày sau tăng lên 8 đô. Thiệt hả? Tới giá thì buông đi, đừng có tham quá đó. Ok. Ủa, Tiến. Cô Thủy. Cậu tới đúng lúc quá. Tôi biết cô đang đợi thịt cá sấu nấu canh cho Tinh Tinh uống đúng không? Tôi mua rồi nè, có đủ được không? Được rồi. Nếu hôm nay cậu không lên đây, tôi cũng tính gọi điện cho cậu đó. Chuyện gì vậy? Tâm trạng của Tinh Tinh lại tệ hơn sao? Cậu có biết Tinh Tinh gặp chuyện gì không? Khiến cho bị trầm cảm không? Trước giờ cậu với nó hay tâm sự mà. Nếu như cậu biết cái gì, đừng ngại nói cho tôi biết đi. Tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi, không có rõ lắm đâu. Cô yên tâm đi mà cô Thủy, hôm nay tôi có đem một món quà. Tôi tin là có thể giúp được Tinh Tinh mà. Vậy thì tốt rồi. Tinh Tinh! Đừng có qua đây! Tại sao thế giới này đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tinh Tinh! Giữ con đi! Cô Thủy, gọi người giúp đi! Buông tôi ra đi! Buông tôi ra! Gì? Tinh sao rồi? Sao nó lại tự tử vậy? Lúc nãy trong điện thoại gì nói không rõ ràng. Tinh Tinh bị bệnh trầm cảm, bác sĩ có kê thuốc cho nó. Nó ăn quá liều thôi. Hù chết gì luôn hả? Vậy bây giờ nó sao rồi? Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nó, ngủ rồi. Con vào trong coi nó đi. Em họ à, tại sao vậy? Ngày xưa lúc còn nghèo, con người của em còn vui vẻ, còn tích cực. Bây giờ em giàu rồi, trẻ như vậy, đã làm giám đốc công ty lên sàn,
Dì với em họ cũng không cần em lo lắng. Ngược lại em thì bị trầm cảm. Cổ vô tình xen vào một mối quan hệ không nên xen vào. Đã thích một người không đáng để cổ thích. Cửu Long Đăng mua vào 6.3. Trời ơi, mở cửa ra là 6.3 rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, vậy chắc chắn nó sẽ được giá luôn. Lần này chắc chắn sẽ lấy được hết những gì đã thua. Mập hơn thằng Thủy mập nữa. Cửu Long Đăng mua vào 6.4. Cửu Long Đăng mua vào 7 đường. Ê, này này, bây giờ mình đi ăn trưa đi. Mình đi ăn trưa về rồi á, sẽ tăng thêm á, tám đô lận đó. Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều tiền chung rồi. Rồi đi ăn trưa thôi. Cửu Long Đăng bán ra 6.3. Trời đất ơi, sao lại như vậy chứ hả? Đừng có lo lắng, chắc là nó rớt tạm thời thôi mà. Yên tâm đi. Cửu Long Đăng bán ra 6.1. Cửu Long Đăng bán ra 6.0. Cửu Long Đăng bán ra 5.9. Cửu Long Đăng bán ra 5.7. Sao đột nhiên rớt giá vậy? Triết à, giúp tôi tìm hiểu Cửu Long Đăng xem ai đang thả hàng. Cửu Long Đăng bán ra 5.6. Tạm thời chỉ biết là các hãng cùng nhau xả hàng. Xả hàng với giá triệu triệu đó. Nói dưới đâu là 5.3, xả Cửu Long Đăng xả hết. Nhanh. Nghe rõ. Được rồi. Alo. À được, nói lớn lên đi. Vừa mới đóng cửa thị trường, hàng đã xả hết. Giá bình quân hơn 200. Cảm ơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Là anh nói mà, chắc chắn như đinh đóng cột là sẽ tăng tới 8 đô. Sao lên tới 7 đô lại rớt giá vậy? Chúng tôi ai cũng mua giá 3 chấm mấy. Bây giờ thì ai cũng thua hết cả gia tài rồi đó. Tôi còn lấy tiền của cửa hàng 100 mấy ngàn để mua cổ phiếu. Nếu như má biết được, tôi sẽ chết chắc đó. Đi, ra được rồi. Hàng mấy hãng đó xả ra đều thuộc về Vinh Mộc Đồng. Anh nói lại một lần coi. Tất cả hàng đều là của Vinh Mộc Đồng. Trời tôi à. Anh Tiền. Vinh Mộc Đồng đâu? Ông Vinh đang làm việc. Tôi phải gọi ông ta ngay. Không được đâu, anh phải đợi tôi thông báo. Tôi tránh ra, đi. Anh là cái thá gì ở đây hả? Anh không còn làm ở đây lâu rồi, mau biến khỏi đây nếu không tôi gọi bảo vệ. Anh cấm miệng cho tôi. Hôm nay cho dù thế nào, tôi cũng phải gặp bằng được Vinh Mộc Đồng. Nếu không gặp được, tôi sẽ lật tung chỗ này lên. Vào trong rồi nói. Anh làm vậy là sao? Cổ phiếu cũng là anh cho. Làm rớt giá cổ phiếu cũng là anh. Nói trước là 8 đô mới thả. Chưa được 7 đô anh đã thả rồi. Bởi vì tôi tin anh, tiền lưu động của công ty cũng đã mất sạch hết rồi. Anh chơi tôi lớn như vậy, ngay cả anh em cũng chơi hay sao? Ngày đầu con chơi cổ phiếu xong, thua rồi ăn dạ hả? Anh nâng giá cổ phiếu lên như thế nào tôi biết từ lâu. Nhưng tôi không nghĩ là anh lợi dụng cả tôi. Đợi cổ phiếu đang tăng ào ào, anh đi nhả hết hàng ra. Anh tự ăn một vố lớn. Để tôi ngây thơ nghĩ rằng anh chịu giúp tôi tốt bụng lắm. Thì ra anh lợi dụng tôi để mà tung tin giả. Đó là do cậu không đủ khôn. Cậu không trách tôi được. Tại tôi làm tin khách hàng. Lần này anh phải giúp tôi. Nếu không thì hãng cổ phiếu thật sự không gồng nổi đâu. Tôi ra vốn cho cậu mở hãng cổ phiếu. Từ đầu đã nói cậu phải tự chịu lãi lỗ. Bây giờ lỗ rồi tìm tôi bù lỗ sao? Cậu tự nghĩ cách giải quyết đi chứ. Alo. Alo.
Ông chủ, tôi theo chỉ thị của anh, từ từ hốt hàng trên thị trường. Con cửu long đăng chúng ta đã thu về 30 mấy ngàn con. Hết hàng rồi, giờ đội chúng ta hết rồi. Cổ phiếu đó đang ở giá nào? Giá vẫn còn mấy lên xuống, vẫn là 2 đô đó. Để lời nhắn cho số đuôi 3388. Ông chủ nhắn cửu long đăng 3 ngày 8 đô. Ông chủ, ông muốn con hàng đó đẩy lên 8 đô hả? Sắp xếp người làm việc đi. Tôi muốn trong vòng 3 ngày cửu long đăng được 8 đô. Sáng mai thị trường mở cửa, đem con cổ phiếu cửu long đăng trước đây tôi phân phối cho mọi người. Nhắn người đại diện của mọi người chia hàng và đẩy giá lên. Tôi sẽ dặn phòng tài chính của báo đài phối hợp cùng nhau nói tốt con cổ phiếu này. Tôi muốn 3 ngày, 3 ngày đẩy giá lên 8 đô. Ông chủ, con cửu long đăng theo kế hoạch đã tăng lên 6.2 rồi. Bây giờ trên đó cả đám khờ khạo tranh đua mua, tôi tin là rất nhanh sẽ lên được 8 đô. Cho người làm việc đi, từ từ nhả theo luôn. Đợi tới 7 đô, một lúc đẩy hết hàng ra ngoài. 7 đô? Hôm trước ông chủ nói 8 đô mà, chưa tới 8 đô đã nhả rồi hả? Tiền kiếm không hết được đâu. Đợi tới 8 đô bị lộ thông tin không nhả lại kịp. Thị trường cổ phiếu như sòng bài, giống như cá cược vậy. Phải biết nhận phần thua, sao có thể thua rồi la làng được. Nếu như cuộc đấu này là một cuộc đấu công bằng, cho dù tôi có thua, tôi cũng sẽ cam chịu. Nhưng mà bây giờ lạnh gạt tôi, anh hãy tất cả những người xung quanh tôi thua hết tiền rồi. Anh lợi dụng chữ tín của tôi, lợi dụng thành tín của tôi để gạt những người xung quanh tôi đó, anh biết không? Cậu đổ hết cho tôi sao? Đám người đó không biết chịu trách nhiệm sao? Đám người rùi bu đó chỉ do họ tham lam, chỉ biết suốt ngày đi moi thông tin nội bộ. Càng là tin nội bộ thì càng muốn ác liệt hơn, ảo tưởng có được giàu sang. Bọn họ không có não, dễ tin người như vậy. Cho dù có thua hết gia tài cũng là do họ tự chuốc lấy thôi. Tôi là anh em của anh đó, anh không thể bất nghĩa với tôi như vậy được. Anh em? Để tôi dạy khôn cậu cái gì là đạo lý sinh tồn trong chứng khoán. Chơi cổ phiếu chưa được có đúng sai, chỉ có thắng thua. Muốn thắng thì không nhận họ hàng, càng không được tin người. Trước đó cậu lầm tin khách hàng, khiến cho hãng cổ phiếu gánh nợ hàng triệu đô. Cậu phạm sai lầm cơ bản như vậy, sao tôi dùng tiền của mình bù lỗ cho cậu được? Bây giờ tôi chỉ xài vài chiêu kỹ xảo, tìm cục tiền giúp cậu bù lỗ, cậu trách ngược lại tôi sao? Cậu theo tôi lâu như vậy, vẫn chưa học được cách làm ăn, cách làm người ra sao? Cậu còn không chịu sửa bản tính. Cậu không thích hợp ở lại sàn chứng khoán kiếm ăn đâu. Sòng bài không cha con, chứng khoán không anh em. Vì mối giao tình của chúng ta, tôi không thể không cứu người gặp nạn. Cậu thua con cổ phiếu này bao nhiêu? Cộng với khoản nợ vài triệu ngoài kia, tôi trả hết cho cậu. 2,5 triệu đô đủ rồi chứ? Bây giờ không phải tôi thua tiền đơn giản như vậy. Anh em hàng xóm thì sao? Tôi đối diện với họ như thế nào? Đã nói cổ phiếu là trò chơi thắng thua, những người khác không thua thì làm sao mình ăn được chứ? Cổ phiếu vốn có nhiều biến cố, coi như họ mua bài học đi. Hôm nay cậu coi như học được bài học. Số học phí này tôi trả giùm cậu. Con người của anh là gì? Lợi dụng tình cảm của tôi đối với anh, lợi dụng lòng tin của tôi đối với anh, coi tôi như là quân cờ của anh, mặc cho anh bày bố. Với tin tin anh cũng như vậy. Anh có biết là cổ với anh mà xém chút nữa tự tử, bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, anh có thấy ấy nấy hay không hả? Cổ bệnh viện sao? Ai vào bệnh viện vậy? Hả? Tin tin nhập viện rồi. Sao lại như vậy? Sao tự nhiên lại nhập viện? Cổ có sao không? Cổ không sao, cổ sẽ được xuất viện ngay thôi, cô yên tâm đi. Ông xã à, cô Thủy mọi ngày giúp anh nhiều lắm. Chúng ta có thể đi bệnh viện thăm cổ được không? Không được.
Trời bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Thôi kìa, đã cho bé đó. Khoai gọi cấp cứu chưa? Cô Hương xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại vậy chứ? Trời ơi, bà chủ á, biết thái tử lấy cắp tiền chơi cổ phiếu thua hết, tức quá lôi thái tử ra cứ vậy mà đánh. Trời ơi, không biết có phải tức quá hay không, đang đánh hăng á thì bị trúng gió ngất xỉu. Tất cả là lỗi tại anh đó. Nếu như anh không chắc như đinh đóng cột là 8 đô mới thả, 6 đô tôi đã thả rồi, tôi không cần phải thua nhiều tiền như vậy. Má tôi cũng không có bị như vậy. Tôi xin lỗi, tôi không muốn đâu mà. Ai đi theo xe đây? Anh tránh ra đi. Tất cả mọi người ở Tây Hoàng đều bị anh hại thê thảm rồi. Đồ hại người. Anh đi đi. Đi đi. Đừng có đứng cản đường nữa. Cuối cùng anh cũng xuất hiện hả? Ở đây không chào đón anh đâu. Tiền Tiến. Ủa anh Tiên, anh cũng tới rồi hả? Phải, tôi mới tới. Tiên Tiên à, tôi mới đi xem thử xung quanh. Bệnh viện công thật sự là thiếu thốn đôi chút. Hay là chuyển qua bệnh viện tư đi, có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Có lòng rồi. Tôi biết mọi người tốt với tôi, nhưng mà thật sự không cần đâu. Tiền bạc cô không cần phải lo. Cô là nhân viên của công ty, mọi chi phí công ty đều chi trả hết đó. Thật sự không cần đâu. Ông xã à, anh giúp một tay khuyên cô Thủy đi. Tinh Tinh cũng nói không cần rồi, đừng ép người ta nữa. Nếu như cô đã kiên trì như vậy thì thôi. Nếu cô cần cái gì, nhớ phải nói cho chúng tôi biết đó. Phải đó Tinh Tinh, nếu bà chủ đã lên tiếng rồi, có gì thì cứ việc nói rõ ràng đi. Thật sự tôi không cần gì hết. Chuyện của công ty tôi cũng đã bàn giao xong. Tôi không còn gì muốn nói nữa. Tối rồi, đây là phiền Tinh Tinh nghỉ ngơi nữa. Chúng ta đi trước đi. À vậy được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt. Sau này tôi lại đến. Tại sao cô không mặt đối mặt nói cho rõ mối quan hệ giữa hai người? Nói cho rõ rồi cắt đứt cho xong. Không cần phải lén lút như vậy, không cần phải đau khổ như vậy. Cô phải ép Vinh Mộc Đồng ra quyết định đi. Anh đừng nói bậy. Tôi nói tôi có quan hệ với ông ta lúc nào? Ngày cô xin nghỉ phép, những gì cô nói với Vinh Mộc Đồng ở dưới sân,
tôi đều nghe thấy hết rồi. Chuyện của tôi anh đừng bận tâm. Sao tôi có thể không lo được chứ? Cô có biết tôi lo sợ cô sẽ có chuyện không? Nếu như Dinh Mộc Đồng là người đàn ông tốt và còn đơn thân, cô chọn ông ta tôi không có gì để nói. Nhưng mà vợ chưa cưới của ông ta đã về đây, còn đám cưới luôn rồi. Nếu như vậy cô cũng không quên được ông ta, thì cô phải ép ông ta phải nói cho rõ. Đừng giống như bây giờ bị ông ta lừa gạt. Ông ấy không có gạt tôi. Không gạt cô, ông ta mắc cá hai tay đó. Từ đầu ông ấy đã nói rất rõ với tôi, ông ấy đang đợi vợ chưa cưới về. Thì bây giờ cổ về đây rồi, ông ấy chọn cổ là chuyện bình thường thôi. Ông ấy là người đàn ông có chữ tín, là người đàn ông biết giữ lời hứa. Ông ấy không có mắc cá hai tay. Tới lúc này cô còn nói tốt cho ông ta. Sao cô khờ quá vậy? Phải, tôi khờ đó. Là bởi vì tôi không có rút ra được. Tôi không có trách ông ta. Tôi không muốn phá hoại người ta, anh có hiểu không? Tôi biết. Cô đừng có như vậy mà. Tôi biết bây giờ cô đang rất đau khổ. Nếu như cô không muốn phá hoại gia đình họ, cô hãy buông tay đi. Tôi biết. Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi không làm được. Cô hãy cho tôi giúp cô đi mà. Trước tiên cô đừng có làm việc cho ông ta nữa. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây. Sau đó chúng ta tìm một nơi đi khỏi đây, đi thư giãn. Sau khi chúng ta quay về, bắt đầu lại từ đầu nha. Cô biết mà. Cô biết tôi vẫn luôn thích cô kia mà. Nếu như không thì mỗi khi cô có chuyện, tôi cũng chạy tới giúp cô rồi. Trên thế gian này không phải chỉ có Dinh Mộc Đồng tốt với cô đâu, cô còn có tôi nữa mà. Đĩa nhạc này tôi mua để cổ vũ cho cô đó. Cô có thể cho tôi một cơ hội được không? Nè cô Đinh, con Dinh Mộc của anh đúng là lợi hại đó. Vượt đỉnh rồi lại vượt đỉnh nữa. Bây giờ người dân cả Hồng Kông đều nói cầm Dinh Mộc còn hơn cầm vàng thỏi. Trên tay không có vài con Dinh Mộc, ăn cơm không có được ngon miệng. Con thương nghiệp của anh cũng không tệ chút nào, tăng gấp đôi luôn rồi. Nè, tấm hình này của chúng ta đáng tiền lắm. Phải rồi, hai anh có ấn định ngày bàn giao khách sạn Tiên Mục chưa? Không biết nữa, chắc là sau năm 97 quá. Hả? Sao lâu vậy? Không phải là sắp bàn giao rồi hay sao? Vậy những người mua cổ phiếu của anh có thể có. Nào? Ai cũng có thể kiếm nhiều tiền, nhà nào cũng vui. Ông chủ, ở dưới có vài hồ sơ cộng ký. Ừ. Bây giờ giá cổ phiếu công ty chúng ta tăng nhiều như vậy, hai ngày sau cậu giúp tôi hẹn người của ngân hàng để gặp mặt. Tôi muốn thu mua công ty bảo hiểm lớn nhất của Hồng Kông, Bảo hiểm Khang Sương. Dùng cổ phiếu của công ty thế chấp cho ngân hàng, lấy cục tiền ra thì không sợ không có tiền. In cổ phiếu nhiều nhất cũng chỉ mất tiền in ấn, không cần ra vốn. Khôn lắm đó. Lợi dụng tin tức có lợi về giao dịch giả, đẩy cao giá cổ phiếu công ty. Chiêu này gọi là tay không bắt mồi, không vốn sinh lời. Con người là vậy đó, không tham lam làm sao kiếm được tiền. Nhưng mà cuối cùng tham thì sẽ thâm. Xem ra khoản tiền này không dành cho mình ăn rồi. Hôm nay tôi tới đây chính thức thông báo cho anh, căn hãng cổ phiếu đó tôi sẽ không làm nữa. Sau khi tôi tính toán xong số tiền, tôi sẽ trả lại hãng cổ phiếu cho anh. Anh sẽ không lỗ một đồng nào, tôi cũng không ăn của anh một cắt nào. Chúng ta không còn dây dưa. Đến lúc anh muốn tìm người tiếp nhận cũng được, đóng cửa cũng được, tức khắc chuyển đổi.
Cậu vì chuyện lần trước mà như vậy với tôi sao? Bao nhiêu năm qua tôi dạy cậu biết bao nhiêu thứ, bây giờ cậu nói vậy với tôi. Không cùng chí hướng không thể đi chung. Cũng có thể lúc trước anh nói đúng, tôi không nên dễ dàng tin anh. Tôi không biết nên tin anh hay không, cũng không biết nên làm bạn hay không. Lần này anh đối xử với tôi như vậy, tôi nghi ngờ toàn bộ chuyện lúc trước anh nói với tôi đều là gạt tôi hết. Cho dù là bỏ vốn cho tôi mở công ty cổ phiếu cũng là có ý đồ khác. Nếu đã như vậy, tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Chuyện mà tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Nhân tiện nói danh một tin, Tinh Tinh sẽ đi cùng với tôi. Mai mốt cô ấy sẽ quay lại đưa đơn từ chức. Cậu đi với cô ấy sao? Đúng vậy, từ nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Chuyện của chúng tôi không cần cậu lo. Câu nói này là tôi nói với anh mới đúng. Ngày hôm đó trong bệnh viện, anh cũng ở bên ngoài nhưng không vào thăm Tinh Tinh. Anh đã có quyết định rồi. Anh có biết anh hại Tinh Tinh như thế nào hay không? Anh làm cho cô ấy người không ra người, má không ra ma. Tôi sẽ không để cô ấy đau lòng nữa, và cũng sẽ không bao giờ đến tổn thương cô ấy. Từ nay về sau, ba người chúng ta ai đi đường đó. Sau khi bạn giao hết mọi thứ ở Hồng Kông, tôi và Tinh Tinh qua Mỹ. Cái mạnh không cho được cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy vui vẻ, sống một cuộc sống bình thường. Có thể làm cho người bên cạnh mình vui vẻ đúng là rất khó. Nếu như anh có thể làm cho cậu vui vẻ thì anh cứ đi đi. Tôi nghĩ là anh sẽ cần tiền. Không cần. Tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh. Tôi không muốn Tinh Tinh trả cho anh. Nguy cấp cũng không cần. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn tránh xa anh. Tháng 5 năm 1982, tân Thủ tướng Anh Margaret Thatcher chính thức thăm viếng Hồng Kông. Chính vì năm 1997 càng lúc càng gần, hai phía Trung Quốc và Anh vì tiền đồ của Hồng Kông chính thức triển khai đàm phán. Người dân Hồng Kông vì tương lai mịt mù, lòng người hoang mang. Cổ phiếu Hồng Kông và giá nhà bắt đầu xuất hiện, giảm lợi nhuận và tuột giá. Tháng 8 năm 1982, giá nhà Hồng Kông giảm giá mạnh làm chấn động thị trường. Chỉ trong vòng 4 ngày, thị trường cổ phiếu rớt giá 16% vấn nạn cổ phiếu. Và một trong số đó, cổ phiếu tập đoàn Vinh Mộc giảm mạnh. Chỉ trong vòng 1 ngày rớt giá hơn 20%, từ 20 đô giảm xuống còn gần 16 đô từ 5 giờ chiều ngày hôm qua. Cả ngày hôm nay anh không nói tiếng nào. Cổ phiếu công ty rớt giá dữ lắm hả? Không sao đâu. Chuyện ở công ty em không cần phải lo. Lúc trước anh nói muốn thu mua công ty bảo hiểm cần rất nhiều tiền mà. Có phải có vấn đề gì không? Không có gì hết. Thu mua rất thuận lợi mà. Ông Vinh, anh Trang đến rồi. Ông chủ. Trễ giờ rồi còn kiếm tôi, có chuyện gấp sao? Có chút chuyện muốn thỉnh giáo ông. Vào phòng sách đi. Ông chủ, cổ phiếu của chúng ta rớt giá 20%. Cổ phiếu lúc trước mà mượn của ngân hàng, ngân hàng đòi nợ thì chúng ta phải trả 10 triệu đô Mỹ giá chênh lệch. Nếu như mà không trả được thì phải trả hết nợ lúc trước đó. Tôi cũng nghĩ là họ sẽ làm vậy, nhưng mà không ngờ lại nhanh tới vậy mà thôi. Hắn nói đó là quyết định của đồng sự đó, ai cũng không nể nang. Chuyện Khang Sương chưa giải quyết xong, tiền cứ chôn trong đó. Nếu mà 10 triệu đô Mỹ này giải quyết không xong để bị lộ ra ngoài, người ta cho rằng chúng ta lưu chuyển không tốt, tài chính có vấn đề, sẽ liên lụy công ty. Bình tĩnh chút đi. Năm đó tôi có mấy ngàn đồng từ Thái Lan tới Hồng Kông tạo nên Vinh Mộc ngày hôm nay, bây giờ thành mấy triệu đô. Có phong ba nào chưa từng thấy chứ. Tôi tin lần này tôi nhất định chống đỡ được. 10 triệu đô Mỹ thôi mà. Kiếm tài vụ để hỉ đi. Túi bong bóng cá và sò điệp này là của anh. Còn túi đông cô và sò điệp là của nhân viên anh. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, anh ngồi đi, ngồi đi. Cả sáu làm gì chứ. Lần này có mối làm ăn cho anh làm đó nha. Xin lỗi nha. Bây giờ tôi chưa thể quyết định được đâu. Cho nên khoản dây á, chưa chắc cho anh dây được. Không phải chứ. Ông Lâm đã đi rồi, bây giờ tới phiên anh ngồi. Anh chơi tôi đó. Không phải, thiệt đó. Mấy ngày trước á, tổng công ty phái người tới ngồi chỗ của tổng quản lý
Bây giờ quyết định không giống trước, bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi. Mày mốt qua toàn bộ khoản vay đều là do hắn quyết định hết đó. Ai mà dữ dằn vậy? Vào đi. Tổng quản lý, anh này là anh Trang Đế Hỷ của tập đoàn Vinh Mộc. Vị này là tổng quản lý của chúng tôi, anh Chim Thai. À, xin chào, kêu tôi là Hugo được rồi. Vậy hai người từ từ nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm việc đi. Ê, đây có chút lòng thành. Chúc mừng anh trở thành tổng quản lý của Vĩnh Thanh ha. Cảm ơn nhiều, nhưng anh giữ lại đi. Đúng rồi anh Trang, kiếm tôi có việc sao? À, phải rồi. Tôi có chuyện làm ăn muốn dành cho anh, nên kiếm anh nói chuyện thôi. Cũng được, anh ra ngoài lấy cái đơn, điền xong rồi đem nộp chung với văn kiện. Tôi xem xong sẽ xử lý tốt nó. Được rồi, được rồi. Tôi đi về chuẩn bị văn kiện cái đã. Tiền của anh vọng chủ đã tính xong hết rồi. Ok, không sao rồi. Anh phải đi thiệt sao? Làm xong hết mấy chuyện còn lại, tháng sau tôi đi Mỹ rồi. Ông chủ à, bên ngoài có người kiếm ông. Anh Tiến, lâu rồi không gặp, xe qua đi khắp. Kim Thái, sao anh từ Thái Lan qua Hồng Kông vậy? Cũng được mấy ngày rồi. Lần này tôi tới là muốn hỏi chuyện của Vinh Mộc. Anh sẽ giúp tôi chứ? Ông chủ, đây là văn kiện trung ban đưa cho chúng ta. Bên trong ghi rõ Chim Thai trước và sau khi nhậm chức tổng quản lý đưa ra quy tắc và quy định ở tổng công ty. Cái thằng Chim Thai này, tôi lấy danh nghĩa của ông mời hắn đi ăn cơm, đi club lần nào cũng không được, còn không trả lời máy, cho chúng ta ăn cục lơ. Hôm nay ngân hàng lại gọi tới nói chúng ta trong vòng 3 ngày phải trả 10 triệu đô Mỹ tiền chênh lệch đó. Mấy ngày gần đây cổ phiếu cứ tụt giá mãi. Dừng lại một bên đi, tôi muốn coi rõ phần văn kiện nữa. Anh Tiến, anh Tiến. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm? Tôi vừa mới tới công ty để kiếm anh. Nhân viên nói anh tới đây để mua đồ, tôi mới thử tới đây tìm anh thôi. Anh lại muốn sao nữa? Trước đây là nhân viên cấp cao của Vinh Mộc, anh nhất định biết chuyện mượn tiền của Vinh Mộc. Anh coi như giúp tôi đi, tôi muốn biết mọi chuyện rõ hơn. Tôi đã nói với anh rồi, tôi thật sự không biết mà. Hay là vậy đi, anh đi tới đâu tôi đi chung với anh, mình về đi về nói. Ông chủ, cậu Tiến kìa. Anh tính đi đâu vậy? Thảo nào mà thằng Chim Thai không trả lời chúng ta. Thằng phản bội Tiến này có khi nào muốn chơi ông không? Trong điều khoản có ghi rõ, chỉ cần tổng quản lý không ở công ty, phó quản lý có quyền chấp nhận cho dây. Xem ra nếu muốn cho chúng ta dây, không phải là không có cách. Anh đi kiếm một người cho tôi. Anh Tiền, Chim Thai nè, chút nữa tôi phải đi gặp khách. Hẹn anh lúc 5 giờ sẽ gặp lại, có được không? À, xin lỗi, tổng quản lý của chúng tôi đi gặp khách rồi, không có ở đây. Lại không có ở đây, gọi hắn đi. Sawadikap. Sawadikap, vô trong đi. Tôi trả lời điện thoại trước nè. Cứ tự nhiên. Alo, Trung Ban. Tổng quản lý, ông chủ lớn của Vinh Mộc, ông Vinh tới rồi. Ông ta muốn ông ký khoản vay 10 triệu đô la Mỹ cho ông ta ngay lập tức. Tôi phải làm sao đây? Đừng cho vay gì hết. Trong vòng một tiếng tôi sẽ quay về công ty. Mọi chuyện để tôi về mới nói. Dạ. Sao hả? Tổng quản lý nói trong vòng một tiếng nữa ông ta sẽ quay về. Hay là ngồi một chút đi. Bạn làm ăn tôi có chuyện liên quan đến vay cần hỏi ông đó. Cũng được, nếu vậy tôi chờ một tiếng. Qua một tiếng rồi, anh gọi hoài mà ông ta không trả lời. Anh không được đi. Sao lại không được đi chứ? Tránh ra. Thật ra Chim Thai không có ở đây càng tốt. Tôi đã xem qua quy định của công ty anh rồi. Một trong những quy định mới của công ty, nếu như tổng quản lý không có ở đây thì phó quản lý như anh có quyền quyết định cho công ty của tôi dây hay không. Vậy thì cho chúng tôi dây đi.
Sáng hôm qua có người dân ở Đại Bồ gần thôn Lưu Thủy phát hiện một thi thể nam. Cảnh sát tiếp nhận báo cáo, sơ bộ cho thấy người chết là người đàn ông khoảng 40 tuổi, quốc tịch Thái Lan, thân phận vẫn chưa rõ. Cảnh sát tạm thời xử lý xác chết. Chim thay. Kiếm ai vậy? Anh có phải là Tiền Vĩnh Tiến không? Là tôi. Anh Tiền Vĩnh Tiến, chúng tôi điều tra được anh và người chết chim thai gần đây có quan hệ rất thân thiết. Hai người nói chuyện gì? Trước đây tôi có làm ở tập đoàn Dinh Mộc. Anh ta cứ liên tục hỏi tôi chuyện Dinh Mộc dây tiền, nhưng mà tôi không biết nên tôi không có trả lời anh ta. Vậy lần cuối anh ta liên lạc với anh là khi nào? Hôm qua vào lúc khoảng 3 giờ chiều, anh ta nói là phải đi gặp khách, hẹn 5 giờ gặp mặt. Nhưng tôi đợi hoài cũng không thấy tìm. Tôi gọi cho anh ta, nhưng mà anh ta không có trả lời tôi. 3 giờ, lúc đó anh biết anh ta đang làm gì không? Không biết. Dựa theo kết quả nghiệm thi của chúng tôi, người chết bị hại lúc khoảng 4 giờ chiều hôm qua. Cùng lúc đó, ông chủ của tập đoàn Dinh Mộc, Dinh Mộc Đồng và nhân viên của ông ta Trang Đế Hỷ lên ngân hàng và yêu cầu giải quyết khoản vay cho ông ta. Vậy sao? Nhưng mà tôi thật sự không biết. Nhưng mà Chim Thai từng nói với tôi, sau khi anh ta nhậm chức, toàn bộ khoản vay đều là phải do anh ta quyết định. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi anh ta không có ở đó, phó quản lý sẽ có quyền quyết định. Dinh Mộc Đồng lên thì Chim Thai xảy ra chuyện. Sao mà trùng hợp như vậy? Chúng tôi nghi ngờ cái chết của Chim Thai có liên quan lớn tới người này. Anh có biết hắn không? Hai ngày trước tôi vô tình bắt gặp người này và Trang Đế Hỷ gặp mặt nhau. Alo. Ông chủ, ông có coi tin tức không? Chim Thai anh ta... Mới vừa coi xong. Có gì về công ty rồi hãy nói. Ông Vinh, bên ngoài có cảnh sát tìm...